Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồ Khánh VK. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn cách để xác minh hai bước cho tài khoản Gmail, hay nói cách khác là cách xác minh tài khoản kênh YouTube của chúng ta trên điện thoại. Rồi ok, bây giờ chúng ta cũng vào vấn đề luôn. Để mà xác minh hai bước cho tài khoản YouTube chúng ta sẽ vào trình duyệt Google Chrome. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nhập từ khóa là Gmail đăng nhập để chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản Google của chúng ta. Đến bước này thì chúng ta sẽ tích chọn vào cái mục Android, bởi vì chúng ta đang thao tác trên điện thoại nên ta phải chọn mục Android. Và tiếp theo chúng ta sẽ tích chọn cái phần là ba dấu gạch ở góc trái màn hình để chúng ta tiếp tục lựa chọn. Và đến đây chúng ta sẽ tích chọn vào chính sách bảo mật để chúng ta tiếp tục. Chúng ta tiếp tục kéo xuống đến phần xác minh hai bước. Và đến đây thì các bạn kéo xuống hết cho mình ở dưới cùng để chúng ta ấn vào tiếp theo để chúng ta xác minh hai bước cho tài khoản kênh YouTube của chúng ta, để tránh bị hack, bị kẻ xấu lợi dụng cái tài khoản của chúng ta. Ở đây chúng ta sẽ ấn vào bắt đầu để chúng ta tiếp tục. Rồi ok, đến đây chúng ta lại tiếp tục kéo xuống. Đây các bạn, để tránh kẻ xấu ra. Đấy, nó đảm bảo chúng ta. Bây giờ mình sẽ ấn vào bắt đầu. Rồi bây giờ thì nó yêu cầu chúng ta nhập cái mật khẩu cái tài khoản Gmail của chúng ta, hay nói cách khác là cái mật khẩu cái tài khoản kênh YouTube của chúng ta, để chúng ta đăng nhập vào để chúng ta xác minh hai bước cho tài khoản chúng ta. Và tiếp theo chúng ta ấn vào cái mục tiếp theo để chúng ta đi vào các bước xác minh. Đây mình sẽ lưu mật khẩu của mình luôn. Hiện tại mình đang thao tác trên chiếc điện thoại HTC 10. Đây thì ở đây ta sẽ kích chọn vào cái mục là chọn một tiêu chuẩn khác để chúng ta lựa chọn những yêu cầu mà nó đã đưa ra. Ở đây mình sẽ chọn là mình nhận mã xác minh qua cái tin nhắn SMS. Nếu mà chúng ta chọn vào cái mục là bằng giọng nói thì lỡ mà nó sẽ nói bằng tiếng Anh thì chúng ta có thể không hiểu, nên mình sẽ chọn là tin nhắn văn bản hoặc là cuộc gọi. Rồi ok, chúng ta ấn vào mục thứ hai. Tiếp theo ở đây mình sẽ nhập cái số điện thoại chính chủ điện thoại mà chúng ta đăng ký cái tài khoản Gmail, cái tài khoản kênh YouTube của chúng ta, để chúng ta lấy cái mã xác minh. Ở đây thì có hai phương án để chúng ta chọn, một là tin nhắn văn bản, hai là cuộc gọi thoại. Ở đây mình sẽ chọn cái mục đầu tiên là tin nhắn văn bản để chúng ta nhận cái mã xác thực. Rồi bây giờ thì chúng ta ấn vào tiếp theo. Thì lúc này chúng ta chờ nó gửi mã xác nhận cho chúng ta. Bây giờ mình nhập cái mã xác minh của mình vào để mình xác minh cho tài khoản YouTube của mình. Ok, bây giờ chúng ta sẽ ấn vào tiếp theo. Bây giờ chúng ta chờ nó xác thực mã pin. Và tiếp theo chúng ta ấn vào bật để quá trình hoạt động được xác minh hai bước. Ta ấn vào bật. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại và cho các bạn xem cái tài khoản của mình đã được xác minh hay chưa. Thì chúng ta sẽ vào cái phần là ba chấm để chúng ta
chuyển sang cái giao diện cho máy tính. Mình sẽ chuyển sang giao diện cho máy tính cái phần studio để mình cho các bạn xem. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào phần studio và mình sẽ cho các bạn xem nó sẽ thông báo như thế nào sau khi mình đã bật cái tính năng xác minh hai bước như bạn đã nhìn thấy ở trên màn hình ở góc trái màn hình trên cùng. Đấy, nó đã xin chúc mừng bạn đã cung cấp thông tin chính xác trong chương trình xác nhận. Đấy, như vậy là mình đã xác minh thành công. Còn nếu bạn chưa xác minh thành công thì nó sẽ thông báo là tài khoản YouTube của các bạn chưa được xác minh. Thì chúng ta sẽ xác minh trực tiếp ngay ở trên này cũng được. Tóm lại có rất nhiều cách để xác minh. Rồi ok. Như vậy là cái clip của mình cũng xin được khép lại tại đây. Nếu các bạn thấy mình chia sẻ hay, hữu ích, nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm nghị lực cho ra nhiều những cái video hay hơn, bổ ích cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã đón xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.